Dạ Sài Gòn Go và Ngọc Diệp xin chào quý cô bác anh chị thân mến Hồi nãy mới vừa kết thúc cái video kia Bây giờ mời cô chú anh chị quay trở lại với là em Ngọc ừ, Thì hồi nãy chương trình có vào đây thì đi ngang cái con đường này á Cái nhà này em thấy là ở khi mà Ngọc lên chương trình nói thì nó không có khớp với lại là cái nhà mà Ngọc nói Ngọc thuê Thì hôm nay đã vào đây rồi thì sẵn tiện là Sài Gòn Go và Ngọc Diệp cũng sẽ hỏi luôn em Ngọc á là lý do tại sao mà em ở em lúc trước em nói là em thuê những căn nhà nào đó mà sao cái nhà thuê mà nó lạ vậy để em Ngọc có thể nào nói cho anh Sơn Go và quý vị khán giả biết được không? Dạ, thì em lên chương trình cách nay cũng gần 3 tháng rồi anh. Thì lúc trước em thuê căn nhà ở mặt tiền ngoài kia mà một tháng thì anh chịu rưỡi mà à. bây giờ em khó khăn quá em không có tiền để đóng tiền nhà cho nên là ừ. em dọn về đây ở đây là một cái căn nhà quan ừ. căn nhà người ta bỏ quan được hai uh, năm rồi thì em dọn dẹp lại mà ở tạm vậy? nhưng mà lúc trước là em còn đi làm hay chưa đi làm mà là thuê dạ, căn nhà đó lúc trước đó là em đi làm em mới vừa nghỉ công ty em cũng còn được uh, một ít tiền đó anh Ừ. rồi thuê nhà em tính mở ra là à, buôn bán em tính mua gà mua dịch về cái em à, bán rồi cái em mần gia công cho người ta đó mà ừ. em không có đủ vốn rồi từ từ rồi con cái bệnh hoạn rồi thêm mỗi ngày ăn mòn một chút một chút em về hiện tại là ngọc đang có ba đứa con đúng không dạ mấy nam mấy nữ dạ ba thằng con trai anh ba thằng con trai hết dạ. luôn trời ơi ba thằng con trai hết mà nó ăn rồi, rồi sao chịu nổi với lại là em cũng chưa có đi làm được nữa đúng không? Dạ ừ. thì con em ăn đơn sơ lắm anh bình thường thì ăn có con cái trứng chiên à bây giờ thì nè bây nữa. giờ đó, bây giờ Ngọc hãy giới thiệu lại cái mà cái căn nhà này là cái căn nhà gì căn nhà này là căn nhà của người ta bỏ quan rồi. Rồi thôi, giờ để cho giới thiệu cho anh cái căn nhà bỏ quan này như thế nào ha, cô chú anh chị. Rồi rồi, rồi, rồi em đứng lên đi để đứng lên để cho anh coi coi. nọ Ủa mà sao cái chân em sao vậy? Dạ, cái chân em à. là em té xe. Rồi để một lát nữa anh không? sẽ hỏi rồi. sao giờ giới thiệu cho anh cái cái căn nhà quan mà em đã dạ. vào đây coi ha. Dạ, rồi. đây trước là... đây đã đường đi vô thì uh, hồi trước uh, thì uh, có. Uh, anh chị bà con em ở đây rồi cái bên đây nè có chôn cái mã rồi anh chị em sợ ma quá cho nên là ừ. uh, bỏ đi lâu rồi không ừ. ở còn Thì nhà này là sao dạ cặp bên đây cũng là cái nhà bỏ quan em cũng không biết nữa bỏ quan này cũng hơn 10 năm rồi anh à mười dạ. năm rồi hả dạ ừ cũng chưa có ai về đây hả dạ rồi bây giờ mình đi vô trong mình giới thiệu luôn đi em dạ đây để quay sơ cho mọi người xem căn nhà mới mà bỏ quen của ngọc đây nè anh thấy mấy bức tượng này sao xây đơn sơ quá ha nó sập bất kỳ lúc nào luôn đó dạ em, em cũng đâu dám lợi gần đâu nó uh, xây tạm mà nó nứt hết trơn ừ. giờ vô nó rung rinh đó ừ dạ đây nè nó không có một cái gì để giữ lợi ha dạ rồi đây ai đây dạ hai đứa con của em hai đứa hai con em. hả dạ trời con hai dạ. đứa nhỏ hả còn lớn đâu dạ à, anh nó đi học rồi còn hai đứa nhỏ này à, hôm nay xe hư xe rồi để anh. mình đi <laughs> giới thiệu nhà xíu nữa lên hỏi thăm ha dạ. rồi giờ mình sẽ đi xuống dưới nha cô chú anh chị trời ơi căn nhà căn nhà đúng là nhà bỏ quen mà đây là cái uh, phòng ngủ mà em không có ngủ trong đây tại vì trong mấy cái lỗ tường á cứ khi nó có mấy con rắn đó, nó thò đầu ra. Trời ghê cần vậy đó. có rắn nữa hả? Trời ơi. <laughs> nhà cũng nít mà để con rắn dữ vậy? Ở đây thì chỉ có mấy mẹ con thôi, đây là cái nhà nhà tắm, nhà vệ sinh còn ừ. đây là cái uh, bếp em gác em nấu tạm. Ừm. Yeah đây tạm đây thôi hả dạ ừ. hồi sáng giờ thì em cũng đi làm vòng vòng đặng kiếm ăn rồi con em nói bài thì chiều tối em mới về rồi vậy trưa nóng không em dạ nóng lắm anh ừ. ở đây thì nó không có điện cho nên là em mới ở đây thì không có điện cho Đấy. nên là tối em đâu có dám ngủ trong nhà đây, đâu đây sợ là Nga. phía ngoài sau nè cô chú anh chị trời ngoài sau thấy cái ao nè ha dạ ủa ngoài đây nếu ban ngày thì được chứ ban đêm thì ba cái ông ông gì vô quá trời luôn á em không biết nè à. ờ giờ mình đi lên đây để hỏi ha. À, dạ em ngọc nè cái hàng chi luôn mấy bức tường này xây chỉ tạm bỡ dạ. chứ anh chị nó không có cái gọi là mấy cái nè cái bữa mà. em ở đây nè em em, em, em em thấy con rắn nó thò cái đầu ra cái em sợ quá em lấy cái bịch mũ bịch lại không biết nó còn ở À À dạ thôi dạ. mình đi lên đây đi em dạ qua quay sơ cho cô chú anh chị xem nè nhà nè nhà to nè buổi trưa nóng không dạ nóng lắm em ở mấy mẹ con ở ngoài sân chơi không mà rồi. rồi tối cũng ngủ ngoài sân không anh trời ơi anh thấy bức tượng nứt luôn nè cái này chắc có ngày nó sập quá dạ nè ôi ôi em ở được bao lâu rồi ngọc dạ thì em dọn về đây ở được một tháng rồi anh à em vô đây cho anh hỏi coi ủa sao ở đây điện đồ anh thấy nó cắt hết trơn rồi dạ thì nhà của người ta bỏ quan người ta phải cắt điện chứ à người ta cắt điện để dạ. người ta không cho mình xài mất công tốn tiền phải không dạ ừ thì em vô đây bỏ quan bỏ quan nhưng mà lúc trước là của ai, em có biết không dạ của ông anh bà con ăn à, giờ không đi đâu rồi dạ tại vì sợ ma cho nên anh về cần đứa thôi. sợ ma ở mình dạ. sợ ma rồi em không sợ ha dạ cũng sợ nhưng mà tại vì mình không có chỗ ở anh mình à, ở tạm rồi đây. thôi giờ ừ kêu con của em lại để anh hỏi à. số coi. Con vô, ơi, vô, vô mẹ vô đây con. Trời mấy đứa nhóc nè. Vô ơi, vô coi. Vô, vô đây ngồi coi cô chú anh chị thấy ngoài sân không? Ngồi. Bụi dạ. rậm quá. Vô trời đây luôn ngồi nè. ở đây với mẹ Đó. nè. Ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi, thôi giờ mình không vào thể trong thể để hỏi thăm em mất. nó ha. Dạ. Rồi Ngọc ơi, thì giờ à, em anh thấy trước mặt em là hai đứa con nè. Dạ. À, tổng cộng là em có được mấy người? Dạ em có ba đứa con mà anh đứa đi học rồi anh ba thằng trai này mốt không biết có nhờ được không ha dạ có đứa nào mà giỏi không dạ có tụi nó cũng nấu cơm cho em ăn được rồi đó anh vậy à dạ rồi có phụ mẹ lặt rau đồ không dạ thì em đi mò cá em cũng dẫn nó theo nó bắt ốc ừ. <laughs> rồi thì đây là ngọc đây là có ba thằng trai thằng đầu em nói lợi là đang làm gì Dạ, đang học lớp 9 anh À, rồi bé, bé này? Bé này là học lớp 4 À, lớp Học 4. cũng ở loại trung bình Còn đây à, em bé này thì học lớp 1, học giỏi lắm học Mà lắm. cho anh hỏi à. nè Giờ đang đi học rồi tiền, đồ chi phí tốn kém không? Dạ, thì uh, năm nay uh, khó khăn quá cho nên là nhà nước hỗ trợ em không có đóng tiền học dạ. ừ. Rồi không lẽ là uh, mấy năm sau rồi như thế nào? nhà nước có nói là hỗ trợ năm này hay năm sau nữa không hay là hỗ dạ, trợ tới... có nói là hỗ trợ cho mấy bé học nhưng mà em thì giờ em khổ quá, giờ có chiếc xe mà hư em sửa em cũng không có tiền lấy nữa ừ dạ. thì anh hỏi một cái vấn đề tế nhị xíu nha dạ ừ em biết em khổ mà tại sao em lại đi lên chương trình để em kiếm một cái mảnh ghép dạ em lên chương trình em kiếm mảnh ghép không phải là để em được um, hạnh phúc hay gì nhưng mà em lên chương trình tìm mảnh ghép em tìm người cùng em vượt khó khăn để ừ. hỗ trợ cùng em nuôi dạy con cho tốt em có nghĩ là em đang ba đứa mà có anh nào dám ba vô để để mà cùng em đi không dạ em nghĩ chắc uh, cũng hơi khó Rất nhưng là mà hiểm. dạ ừ. nhưng mà dù như thế nào mình vẫn cho mình cơ hội á nhưng mà bây giờ em ba đứa mà em đang nuôi cỡ mấy đứa dạ em nuôi hai đứa còn đứa lớn nó ở bên ngoại với ừ. ngoại em dạ. rồi ừ, nếu mà như mà em đã lên chương trình rồi thì tôi anh cũng mở rộng lòng vòng tay để mà à, à, đưa những hình ảnh của em lên để cho những anh nào mà mình nói chung là, là mình có duyên đi nếu mà họ với nhau thì mình về với nhau thì Ngọc trong cái cuộc sống mà Ngọc thường thường á mình ở nhà ở ngoài kia mình cũng thường về chơi với mẹ không dạ có thường lắm anh thì bình thường em cũng loại ruộng em văng lưới hay cái em đem cá về ừ. cho mẹ ăn vậy. Dạ. à có loại ruộng đem văng lưới luôn hả dạ để lát nữa rồi coi dẫn cho anh đi coi loại ruộng văng lưới nhưng mà cái điều nè giờ anh hỏi vô nè khi mà em chuyển qua đây cái căn nhà quan thì được bao lâu rồi dạ em em từ khi mà em lên chương trình á về là khoảng một tuần lễ là em thấy cái căn nhà này bỏ hoang nhưng mà cũng còn ở được thì em dọn dẹp rồi em dọn dẹp khoảng một tuần lễ sau là em dọn. Mà dọn. lúc đó là kinh tế mình đang khó khăn nữa không? Dạ. Ừ, thì từ lúc mà em thuê căn nhà ngoài đó đó em tính buôn bán nhưng mà do mấy đứa con của em á thì bình lên bình xuống thì em dạ. lo nó hết tiền cái em em cùng đường cái em chạy vô căn nhà quan này. Dạ. À. rồi <laughs> rồi cái khi mà em ở đây á trong vòng cỡ à, à, gần một tháng đó dạ. thì em cảm thấy là nơi đây ở được không? hồi Nãy anh nghe em nói đi vòng vòng nó nghe có rắn gì tùm lum mà phải không? Dạ có nhưng ừ. mà em đâu đó, ở trong nhà đâu tối em ngủ ngoài sân tối mấy mẹ con văn mồng ở trên cái giường đó đó hàng ngủ ừ. rồi để anh coi cái 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 giường của em thế nào nói là cái giường này tối em ngủ đây đó hả? Dạ em ngủ đây mấy mẹ con hả? Dạ rồi mấy đứa con ngủ trong hay ngủ ngoài? dạ thì em nằm chính vụ á hai đứa con nằm hai bên nằm trên tay em nè nhà em trải đỡ cái màn này ra ngủ chứ Ê, tối em lạnh không, không? dạ trời hầm thì lạnh thì uh, mấy mẹ con rút rút vô nhau chứ em không có cái gối nào ừ, trời ơi một mẹ ba đứa con mà thằng kia thì được uh, bà ngoại nuôi ha rồi dạ. ờ, giờ chỉ còn có hai đứa này theo mẹ nó ở nè để cho nuôi nè trời ơi thôi thì vô đây vô đây ngồi nói chuyện đi giờ em đứng đây tối em nó ngủ lên đây của chú anh chị thôi à. ờ, vô vô trong đi vô trong đi con rồi thì anh cũng đã biết sơ về cái hoàn cảnh của em nhưng mà là uh, từ cái lúc mà em bị uh, tai nạn đó thì kinh tế của em lúc đó um, nó còn không dạ thì lúc đó em cũng còn được ít tiền mà hàng ngày em uống thuốc rồi từ từ nó cũng cạn kiệt dần ừ. lúc đó em cũng cố gắng làm công ty vậy thời gian sau con em nó bệnh hai đứa nó bệnh sốt một lượt luôn N nó nhứt cái giò nó đi không được nó lết không mà em phải nghỉ em chăm sóc hết hai ừ. tuần thì nó mới uh, bình thường trở lại Ừ. thì sau thời gian nghỉ hai tuần thì công ty không cho em làm nữa tại vì ừ. uh, công ty em nghỉ rồi không có người thế đó rồi uh, chồng em khi mà um, bỏ em rồi á uh, có gửi tiền nuôi cho mấy đứa con này không? Dạ không không hả? Dạ vậy luôn rồi uh, bám víu vào mẹ với là ngoại thôi ha Dạ um, hai thằng hai thằng này nhìn sơ sơ giống mẹ không ta thằng này chắc giống ba quá con đó giống mẹ kìa tội ừ, nghiệp lắm ăn cơm rau luộc nước tương không lâu lâu thì em có muôn chục uh, trứng vậy đó chục trứng thì hai anh em nó ăn cũng được bốn uh, năm ngày ừ. hai anh em ăn chung có ăn trứng à ừ rồi ban đêm rồi bây giờ uh, chồng mình nó bỏ đi như vậy rồi thì giờ còn có những đứa con à ban đêm mình ngủ với con mình có nhớ chồng không dạ không không hả dạ cái những lúc nào mà em cảm thấy mình cô đơn nhất thì nói chung em thấy em khổ thôi chứ không thấy cô đơn anh lúc nào em cũng có con em ừ. bên cạnh hết á mẹ con vui vẻ với nhau dù thiếu hốn nhưng mà mẹ con vẫn vui vẻ với nhau nay là mấy năm mà em cũng chưa mua cho con em được bộ đồ mới dạ yeah. dạ yeah. thì cũng gần tới tết rồi đó cỡ gần tháng mấy nữa là tết rồi đó cũng vẫn chưa có một bộ đồ nào hết rồi chưa có bộ đồ nào mà gần tới tết rồi của chúng chị rồi cái công việc làm của em á thì, em có xin được chưa có đi xin đâu chưa em xin việc làm thì em có tay nghề thì em vô công ty phỏng vấn lúc đầu thì nhận em vô đó ừ. tết tay nghề xong rồi cái lên làm hợp đồng lao động thì công ty nói là em bị thương tật nặng cho nên là em thương tật nhiều Dạ 30 35 phần trăm 35 phần trăm lúc trước là em nói là em bị tai nạn em té xe đúng không Dạ thì là là, là nó coi thưa 35 phần trăm dạ. 30 phần trăm 35 35 35 phần trăm là chỉ dạ. cái chân xong phụ tùng khác thì bình thường đúng không Dạ đâu cho dạ. anh coi cái chân coi em mổ nhiều lần lắm mà ngay cái khớp á cứng tại vì cái băng truyền của mình vậy nè anh ngồi ừ. phải sát vô băng truyền làm em mới được anh thấy nó méo méo rồi à, ha thì... mổ bao nhiêu lần rồi hai bốn sáu sáu năm năm cái vết mổ luôn dạ cái chân ông là em mổ bốn uh, lần em mổ bốn lần em mới đi được anh trời bốn lần mới dạ. đi được hả à? thường thường á cô chú anh chị những cái công ty á à, thời bây giờ thì cỡ năm phần trăm là nó vẫn cho mình làm còn hôm nay em tới ba mươi phần trăm à dạ ba phần trăm bây giờ nếu mà ừ, có công an việc làm nữa chỉ còn chắc là tư nhân thôi mấy cô chú nào mà thương á thì à, cho mình vô làm chứ công ty thì nó nó xét trên cái tỷ lệ thương tật á nếu mà vượt quá thì nó sẽ không cho làm yeah. thì giờ ngọc chắc cũng đâu có đi đâu làm công ty được đâu ha dạ yeah. rồi đó cô chú chị ơi đây là cuộc sống của mẹ ba đứa con mẹ ba đứa con rất thì là khó khăn ngày em loại em mò cá Có khi mò về nhiều quá em bán bớt Thì bán cũng được ba 3-40 ngàn gì đó ừ. Thì em mua gạo, mua dầu ăn để dành mấy mẹ con em Nhưng à. mà giờ em cũng còn bà ngoại nuôi đứa rồi Còn hai ừ. đứa này nè cũng rất là khó khăn đi nè Với lại là cái cuộc sống của em không lẽ em đi bắt Ăn qua ngày, sống qua ngày vậy rồi tới chừng mà bệnh tật rồi sao Mà mấy bữa nay em có cố gắng để đi sinh gần gần mấy cái tư nhân không? Dạ có mà gần Tết là với lại hàng không có cho nên ừ. ta không có nhận thì em cũng có đi hỏi uh, mấy người bà con của em là em mượn đỡ ít tiền để em đi uh, lấy giấy số em bán để nuôi con nhưng mà ừ. em hỏi nhưng mà không có được sự giúp đỡ vậy. Thì um, cũng gần ở Tết rồi thì sàn Gô với Ngọc Diệp đây cũng nói cho cô chú chị biết nếu mà cô chú anh chị nào mà có gần ở Long An này thì muốn hỗ trợ Ngọc một cái công việc làm để mình có thể làm kiếm tiền tết hoặc là um, hỗ trợ cho em nó mà đi bán để uh, kiếm tiền ăn tết nuôi mấy đứa con này nè tết đến nơi rồi không có quần áo nè um. rồi Ngọc ơi bây giờ nếu mà cỡ anh anh nghĩ là gần tới tết rồi nếu mà cô chú anh chị nào mà có công việc làm mà gần gần đây thì em kêu em đi làm cũng được thì gọi qua sàn go hay là ngọc diệp yeah. qua chương trình của hai anh thì lúc đó thì tụi anh cũng sẽ uh, truyền tải tới em yeah. để em xin được công việc gần gần để yeah. làm hoặc là uh, em cần một em nãy nghe anh, em nói là em cần một số vốn để em yeah. đi bán giấy số đúng không yeah đúng rồi cô chú anh chị Ngọc cần một số vốn để đi bán giấy số nếu như mà không có công việc làm của các cô chú hay là các nhà hậu tâm nào đó mà giúp một công việc thì Ngọc cũng rất cần một cái số vốn để buôn bán giấy số kiếm để mua à, thứ nhất đó là mua đồ tết nè ăn uống hàng ngày nè đó chỉ có nhiêu đó thôi à nhưng mà Ngọc nè anh anh hỏi này anh anh thấy gì nè cái cho anh hỏi cái là cái chân của em á nó có thể là nó sẽ lành không em? Dạ có thì em cũng có hỏi bác sĩ trên trung tâm chỉnh hình là à, cái chân của em có thể bình thường lại được hay không thì bác sĩ trả lời là à, được à, nếu như mà em có tiền em thay khớp. Thay khớp, Dạ thai khớp là thai khớp là lấy khớp của ở đâu vô? Dạ là cắt đoạn khớp này bỏ xong ừ. rồi gắn bằng cái thứ, khớp thạch cao đóng vô. Khớp thạch cao rồi mình đi rồi nó chắc chắn không em? Dạ cái khớp thạch cao thì bảo hành được 15 năm. Thì có nhiều người người ta thay khớp người ta đi đứng bình thường anh. Ừ nhưng mà chắc cũng không được chạy nhảy dữ đâu ha. Ừ. Dạ để chủ yếu là mình đi thôi. Dạ. Nhưng rồi, cái đó là bảo hành tới chừng mà hết bảo hành rồi làm sao em? Dạ hết bảo hành thì mình có thể là mình có tiền mình thay khớp khác còn không có tiền thì cũng phải chịu. À. Dạ. Thì thôi cái đó thì anh nghĩ là cái số tiền cũng rất là lớn. Cỡ nãy em nói là bác sĩ nó cỡ nhiều? Dạ 130 triệu. Trời cũng hơi rất là lớn đối với em nhưng mà giờ quan trọng giờ kiếm tiền ăn tết còn chưa có lấy tiền đâu mà 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 thay khớp nó không biết yeah. nữa thì thôi thì cũng coi như là mình tùy duyên đi khi yeah. cô chú anh chị nào xem qua video của Gòn hoặc diệp á thì mà thấy được cái hoàn cảnh của em nó đó, đó thì hãy liên hệ tới chương trình để yeah. được một cái sự trợ giúp nào đó cho em nó trong cái mùa tết này nhưng mà cái quan trọng là giờ để kiếm tiền uh, mua quần áo yeah. rồi ăn tết này nè đúng không cần một số vốn để mình có thể là bán chỉ số dạ yeah. đó có phải là cái ước ao của em dạ yeah. <laughs> rồi rồi thì thường 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 hàng ngày là em cũng công việc ví dụ như mà không có làm gì hết thì em cũng đi uh, mò cua bắt ốc đúng không dạ yeah. ừ, tụi anh cũng muốn cho cô chú chị biết là cái hoàn cảnh mò cua bắt ép của em như thế nào yeah. thì uh, để bây giờ anh Sàng Go cũng sẽ kết thúc cái video này Và mở ra một video tiếp để coi ừ. quan cảnh của em bây giờ để đi bắt ốc chuẩn bị cơm chiều như thế nào ha dạ. Thì cô chú anh chị ơi bây giờ em chào khán giả để, để mình kết thúc đoạn video này đi Dạ à, em xin chào cô chú anh chị cộng đồng mạng Em gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng Rồi dạ. thì Sàng Go một dẹp cũng kết thúc cái video này ở đây hỏi thăm nhà của em ngọc Thì giờ để mà tìm hiểu về cái những những cái mà ngọc hàng ngày mà không có uh, cơm ăn mà không có công việc làm thì ngọc sẽ làm cái gì để mà nấu cơm ăn mỗi ngày nha cô chú chị uh, xin chào cô chú anh chị chú anh chị một ngày mới ăn lành tiếp theo video để sang go ngọc diệp sẽ chia sẻ tiếp ha rồi chào cô chú anh chị